Vâng. Các bác đừng có vội thay màn hình khi mà chưa biết cái sản phẩm này nha anh em nhá. Đây, đây là bộ Android Book mà lắp biến màn hình zin thành màn hình Android, được lắp đặt được cho tất cả các dòng xe như Santa Fe, Tucson, Kia, Mazda, Pozo. Đấy, hầu như các dòng xe mới trên thị trường đời mới bây giờ sẽ lắp được hết tất cả các dòng Android Book này và đều hỗ trợ cho các dòng xe anh em nhá. Thì cái bộ này thì chỉ cần anh em chỉ cần đây. Đấy, bộ nó nhỏ này thôi và đây này, trong này nó sẽ có một cái cổng USB để cắm kết nối từ cái bộ Android Book này vào cổng USB zin của xe và anh em có thể sử dụng được nguyên cái trên cái màn hình zin của xe mà sử dụng tính năng Android như ra lệnh giọng nói, bản đồ dẫn đường, cảnh báo tốc độ, mở video xem YouTube. Đây anh em thấy, đây là cái bộ em đang thi công và lắp đặt cho chiếc Hyundai Tucson đây. Thì đấy, đấy, bộ Android Book thì cắm zin vào cổng USB và biến cái màn hình zin thành màn hình Android, anh em sẽ không cần phải cài đặt cái gì ở trên đấy nữa và không phải thay đặt màn hình, tất cả đều là cắm lắp zin và cắm thông qua cổng USB và giữ zin 100% cho anh em. Còn khi nào anh em muốn về zin, anh em chỉ cần rút cái này ra, hoặc là anh em có hai xe nhá thì anh em chỉ cần lấy cái bộ book này thôi và rút ra cắm sang dòng xe khác là xong. Đấy, rất là thuận tiện và tiện lợi cho anh em. Cấu hình thì cực cao, RAM 4GB và ROM 64GB, đảm bảo cho anh em sử dụng tất cả các tính năng giải trí trên xe. Đấy, còn lắp đặt Android Book ở đâu ạ, hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhá.